Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lắp của Hải Crypto. Thì sau khi mà mình có ra một video nói về cái tốc độ KYC của B-Network và mình có nói rằng với tốc độ KYC của B-Network ở thời điểm hiện tại thì còn rất lâu nữa mới có thể mà KYC cho tất cả gần 50 triệu tài khoản đang tham gia khai thác B-Network nha các bạn. Và mình có nói thậm chí là 10 năm nữa vẫn chưa KYC B xong các bạn. Nếu mà vẫn KYC với tốc độ chậm chạp như ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Thì sau đoạn video đó mình nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều. Có ý kiến thì đồng tình quan điểm của mình nhưng lại có ý kiến trái chiều. Thì có người lại cho rằng mình đang nói xấu B nè. Và đương nhiên cái đó là không đúng nha các bạn. Thì mình xin khẳng định mình cũng là một người khai thác B Network các bạn. Và mình luôn luôn mong muốn dự án phát triển và tốc độ của dự án được đẩy nhanh. Nhưng không đồng nghĩa với đó là mình sẽ đưa những cái thông tin sai sự thật về B nha các bạn. B như thế nào thì mình sẽ nói thực tế là như vậy. Chứ kênh của mình không có một cái kiểu mà nói thổi phồng lên về dự án, nói quá sai sự thật về dự án và nói trơn trời về dự án các bạn. Thì những cái việc đó làm cho nhiều người bị mơ hồ về cái dự án và ảo tưởng về B-Network đó các bạn. Thì dự án cái tiến độ như thế nào thì mình sẽ cập nhật như vậy nha các bạn. Và đây là cái số lượng tài khoản đã vượt qua được KYC và đã được chuyển B về với Mainnet nha các bạn. Thì chỉ hơn đó là 3,5 triệu tài khoản mà thôi các bạn. Thì các bạn hãy nghĩ mà xem, trong vòng 2 năm với biết bao nhiêu là các bạn cập nhật đã được Bitcoin Team sửa đổi và áp dụng nè. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chưa tới 10% tài khoản được chuyển sang Mainnet. Ngoài ra còn có hàng chục triệu tài khoản đang bị mắc kẹt KYC các bạn, đang bị treo KYC nè. Rồi những tài khoản nào may mắn vượt qua được KYC thì lại chờ khi mà chưa được trả bi về ví Binance nha các bạn, thị trường trong vòng hàng tháng trời vẫn chưa được trả bi về ví nha. Thì đây là cái biểu đồ KYC nha các bạn, thì mình sẽ phân tích cái biểu đồ này để cho các bạn được hiểu rõ hơn nha. Và cái biểu đồ này á, nó cập nhật trong vòng 1 năm nha các bạn. Thì tính từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023 nha, tức là ở thời điểm hiện tại đó các bạn. Thì 2 tháng mà có cái lượng tài khoản được KYC nhiều nhất á, đó là tháng 5 và tháng 9 nha các bạn. Thì nó cũng chỉ hơn đó là 300.000 tài khoản mà thôi các bạn. Còn những cái tháng mà trung bình á, là khoảng 160.000 tài khoản đã vượt qua được KYC mà thôi. Thậm chí là tháng 10 năm 2023 nè các bạn nè, KYC nó bị trục trặc và nó bị sự cố đó các bạn. Thì cả tháng trời không có một tài khoản nào vượt qua được KYC nha các bạn. Vậy chúng ta sẽ lấy cái tháng mà cao nhất đó là 300.000 tài khoản nha các bạn. Một tháng chỉ có 300.000 tài khoản. Vậy chúng ta tính trung bình một năm cũng chỉ có khoảng từ 3,5 cho tới 4 triệu tài khoản vượt qua được KYC mà thôi các bạn. Nếu theo tốc độ ở thời điểm KYC hiện tại nha. Nhưng đây là mình lấy cái số lượng tài khoản của cái tháng cao nhất nha các bạn. Chứ thực chất là không có tới cái số lượng này đâu các bạn. Thì một năm chỉ có từ 3,5 cho tới 4 triệu tài khoản vượt qua được KYC. Vậy biết bao giờ 50 triệu tài khoản mới được KYC xong các bạn? Nói ra điều này thì các bạn sẽ hơi bị sốc nhưng mà đây là sự thật nha các bạn. Và thậm chí là 10 năm nữa cũng chưa KYC xong B-Network cho 50 triệu người tiên phong này nha các bạn. Đây là một sự thật và không có gì phải bàn cãi ở đây cả. Và đây là mình đang nói ở tốc độ hiện tại nha các bạn. Còn nếu mà trong tương lai B-Network có những cái bản cập nhật mới hơn để đẩy nhanh tốc độ, ví dụ là một tháng KYC khoảng 1 triệu tài khoản đi, thì mặt may lúc đó cái quá trình mainnet mở sẽ được rút ngắn lại nha các bạn. Vậy khi mà cái tốc độ KYC chậm thì nó sẽ kéo theo cái sự chậm chạp của cả một dự án luôn các bạn. Bởi vì có hai cái vấn đề lớn mà khiến cho cái việc mainnet mở được rút ngắn. Thứ nhất đó chính là phải có một số lượng lớn người vượt qua được KYC và có bi trong ví mainnet nha các bạn. Bởi vì dự án có phát triển đến đâu mà có hệ sinh thái rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, mà nếu không có người để tham gia vào hệ sinh thái, không có người để mà kinh doanh trao đổi, không có người để mà tham gia vào giao dịch đó, thì cái dự án đó cũng không thể nào phát triển được đâu các bạn. Giống như là chúng ta xây dựng một cái khu chung cư đi, mà cơ sở hạ tầng đầy đủ nè, điện đường trường trạm đầy đủ nè các bạn nè, nhưng lại không có người đến ở, không có người đến sinh sống kinh doanh đó, thì cái dự án đó cũng là một cái dự án bỏ hoang nha các bạn. Và cái điều kiện thứ hai đó chính là hệ sinh thái nha. Hệ sinh thái cũng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng để mà tiến tới cái việc mainnet mở nha các bạn. Có cộng đồng rồi á, mà có số lượng lớn người vượt qua được KYC rồi nè, mà không có cái nơi để mà sử dụng bi, không có nơi để mà bi lưu thông, không có nơi để mà tiêu xài bi á, thì làm sao mà bi thành công được các bạn.
Và khi mà nhìn lại hai cái vấn đề này, đó là KIC và hệ sinh thái, thì các bạn cũng đã nhận thấy rằng KIC thì vẫn đang ì ạch và chậm chạp nha các bạn. Trong khi đó thì hệ sinh thái vẫn đang trong giai đoạn đó là phát triển, chứ chưa thực sự đạt được nhiều kỳ vọng như chúng ta mong muốn các bạn. Và cái nguyên nhân của cái việc KIC chậm chạp này chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất thôi các bạn. Đó là ứng dụng KIC của BKTEAM vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được cái tiến trình KIC, cái tiến độ KIC. Thì BKTEAM vẫn đang sửa đi sửa lại nhiều bản cập nhật nhưng mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề nha các bạn. KIC nó vẫn cứ như vậy thôi các bạn. Cho nên qua những cái ý kiến trên, bạn nào mà khai thác bi mà với cái tư tưởng đó là vội vàng nè, suốt ngày nghĩ đến cái việc mai nét mở nè, suốt ngày hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như là khi nào bi lên sàn, khi nào bán được bi, hoặc là những câu hỏi tương tự như vậy đó các bạn, thì các bạn không nên mà khai thác bi nha các bạn. Bởi vì các bạn mà khai thác bi thì các bạn phải cần có cái tính kiên nhẫn nè và cái tính kỷ luật nha. Khai thác bi không phải là ngày 1, ngày 2 các bạn, mà phải tính là theo năm, thậm chí là 5, 7 năm, 10 năm cũng không có gì là bất ngờ nha các bạn. Một cái dự án mang tính lịch sử và nhân loại thì vài năm không có là gì cả các bạn. Các bạn có thấy những cái nhà khoa học không, người ta dành cả cuộc đời luôn chỉ để nghiên cứu và tạo ra một cái công trình nghiên cứu thành công thôi các bạn. Họ để lại cho nhân loại, để lại cho thế hệ sau đó các bạn. Thì Bi Network nó ra đời và phát triển từ năm 2018 nha. 2018 đến nay cũng đã khoảng 5 năm rồi các bạn. Thì các bạn thấy để mà Bitcoin nó có giá trị như thời điểm hiện tại và nó có chỗ đứng như thời điểm hiện tại thì nó cũng đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi các bạn. Rồi những cái công ty lớn nè, như là Google nè, YouTube nè, Facebook nè, rồi những cái ông trùm về công nghệ đó các bạn cũng phải mất rất nhiều năm, thậm chí là cả chục năm, mười mấy năm các bạn, để mà gây dựng cái đế chế của riêng mình. Và Bi Network nó cũng không ngoại lệ nha các bạn. Và mình nói điều này thì nhiều bạn sẽ hơi hụt hẫng, nhưng mà Bi Network khi nào mainnet mở thì còn lâu lắm các bạn, có thể là 1 năm nữa, 3 năm nữa, thậm chí là hơn thế nữa, 5, 7 năm nữa các bạn. Không một ai biết trước được vì đó là một câu chuyện của tương lai. Nhưng mà các bạn phải xác định tư tưởng đó là còn rất lâu nữa Bi Network mới mainnet mở nha các bạn. Cho nên nhiều bạn đòi bỏ Bi nè, thì ai bỏ thì bỏ các bạn, còn ai khai thác thì cứ việc tích cực khai thác nha. Người thành công là cái người kiên trì và có được cái kết quả cuối cùng đó các bạn. Còn theo quan điểm cá nhân của mình thì khai thác Bi Network tới cùng nha các bạn. Các bạn nếu mà đồng quan điểm với mình thì các bạn cứ việc kích TCS hàng ngày, các bạn đừng bỏ cuộc nha. Còn ai bỏ thì bỏ, còn ai khai thác thì cứ việc khai thác. Còn ai mà đến thời điểm hiện tại chưa đăng ký tài khoản thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác tài khoản nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.